Hi, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì đợt trước có một bạn nói mình là làm game này á. Thì thật sự là mình có nó lâu rồi. Nhưng mà cũng nhờ bạn đó nói mình mới có nhớ nó, mình lôi lại nó mình chơi. Chứ mình chơi cũng lâu lắm rồi. Mấy game cũ mà. Giờ thì cũng trải nghiệm nó, trải nghiệm được thôi. Chứ hồi đó mình chơi trò này mình toàn vô mình mod mình chơi không. Vui lắm. Nên chắc là bây giờ mình vô mình nên chơi single player chứ ha. Tại vì bây giờ cái trải nghiệm game của mình là nó sẽ có hai phần. Một là chơi cái single player là chơi kiểu offline trước. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu mình chơi tới online. Nên mình sẽ chơi phần offline trước. Ok thì mình sẽ chọn dòng nhé. Cái dòng nào hay ta mà đi ngắn ngắn nữa. Chứ mà đi hết mấy cái này luôn thì hơi lâu. Mình mod nhân vật hết luôn nha. Đây là Nick trong vai một cô bé khác. Rochelle thì trong vai con Miku. God là con gì ở trong Kantai Collection nè, cũng chả nhớ tên nữa. Elite là một con nhỏ chocolate trong Nekobara. Mình sẽ làm Nick nhé. Ok. Sự game này mình vô là nó hay chỗ là nó chỉ có cái mod thôi. Steam nó cho mod. Bởi vì vô game nó làm cho game nó thú vị. Mà theo từng thời gian giờ mình chơi làm vẫn thấy nó vui ha. Chả hiểu sao nữa, tại cái vụ mod nhân vật vô nhìn nó vui vui á. Mình mod còn nhiều nữa chứ không phải chỉ 4 con đó đâu. Vô game còn nhiều nữa. Hello down there. Sorry, but we can't lower the bridge. Well, hello. Mình không có mod được cái tiếng của nó, tại nó vẫn còn tiếng thôi. Có katana không? Bot này bot nha. Để anh go đi. You're gonna need to get to the other side of the bridge. We can help you there. Okay. Cầm này đi. The boy says thank you. Coach, come on, man. Có nên chỉnh âm thanh không ta? Mình thấy âm thanh nó hơi to rồi tí. Tí nữa, tí nữa. Tí nữa. Ok. Đây. Chị tên game. Súng ta. Thôi súng đi. Cái này mình mod luôn chứ nên mới ra cái súng này thôi. Let's go through this park. Reloading. Kill that zombie. Thôi. Không chơi. Trận chiến cũng cho bét. Ủa? Nó vừa rớt cái gì xuống? À cái motorlot gì nè. Từ từ mấy con này. Bể đầu mày nha con. Reload. Là mình coi nhân vật của tụi mình cái nè. I hear one of those little things. Còn gì không? Ghê vậy? Cái zombie này. Yên lặng thế nào? Mình đưa cái con... Ê! Chucky! 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 Chucky đúng luôn. Đây. Đây là nhân vật của mình. Đây là con Miku. Đây là con Nekobara. Con chocolate. Và đây là... Úi giời, được bự chưa nè. Yeah. Chạy. Chạy nè, chạy nè, chạy nè. Hoàn thành nhanh nhiệm vụ nè. I'm a reload. Gì vậy? À, bomber. Bomber, bomber. Ah, goddammit. Đéo. That's a hit. Chỉ có lời. Ba. Bay nữa. Bay nữa. Bay nữa. Look out. Mày nữa. Léo. Guns in the store. À đâu, 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 gun store đâu.
À đây. Weapons over here. Chết ghê không ta? Ít rồi. Tụi bay cầm gì á? À, súng tiểu liên. Hết hồn mày. Now we use these. Để tí. Cái con này nó tới thui à. Có cái súng nó sáng sáng. Còn Miko này sáng trưng luôn nè. Everybody grab a weapon. Con này sao to khéo thế. Ok, đi nè. Let's try upstairs. Hold. Okay. Nghi quá. Let's see what's in here. Chai này. Không thiết không ta? Bên này có cái thùng nữa đúng không? Không có. Đi. Through here. Súng đã vậy. Quay. Reloading. Đạn. Reloading. Cái này ít đạn quá. Thôi, đụng đụng mấy cái xe này nó. We need to get up there. Reloading. Đụng mấy cái xe tròn cây nó la ung sùm lên. Reloading. Sounds like a wish. Everybody lights off. Nó kêu có con quýt. Up here. Reloading. Quýt đâu? Reloading. Nó mới còn zombie này. Hey, look out. Đừng có bắn vào xe nha mấy ba. Mở trọ. Reloading. Cái gì á? Một bơ trong này hả? Into the apartment, wait. Over here. Có con bơm trong này chắc luôn. Nghe up the stairs. Đi. Hết hồn. Ở đường này không ta? Đây, lên đầu. À, lấy AK. Guns here. I need this. Không có gì. Đi. Đây, có cái bơm này nè. Bơm này lợi hơn nhiều. We got a hunter. Reloading. Nó đang đi còn. Oh shit. Watch out. Hết hồn. Hold on y'all. I got a healer. Có hai con vậy, con kia đâu? Chờ. Hey, I'm reloading. Nó chạy à, từ. Đợi nó lên. Con kia đâu á? Buồn tao quá. Đợi trước con kia chạy lên. Em
Chết đi. Chết đi. Con kia nó bị kẹt không? Ở đây rồi, lên. Đi 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 đi. Giặt luôn rồi. Hả? Behind this bus. Từ hào gì trên này nè. We dead. Reloading. 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 Lên lên lên. Sao? You guys aren't so damn bad. Okay. Good. Xíu qua màn. Cái trải nghiệm game tập này thì có Left 4 Dead thì nó có dễ lâu hơn. Sẽ lâu hơn thôi. Bởi vì đi mà đi hết ba màn luôn mà. Đi nó lâu. Take that zombie out! Có vẻ âm thanh tự nhiên cái mình thấy lại hơi to to rồi sao á. We need to get motivated. How are we gonna get motivated? Hey, Ellis. I hear there's a stock car museum in New Orleans. Get out of here. Alright. Coach, we make it to New Orleans. Oh yeah. There's a cheeseburger museum. Oh. Có đạn không? In my heart, I'm there already. Hey Nick, there's. Yeah, no, I'm good. I'm good. Đúng đẹp chưa? Up the stairs. Reloading. Reloading. Go! Reloading. Đi 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 đi. Reloading. Into the construction site. Khốn nạn. Trong đây có đạn không á? Fire bullets here. Deploy to say ammo your team. Everybody grab some incendiary ammo. Cool. Yes. Not playing now. Well, all right. Okay, giờ như mình vô đạn rồi. Đâu được phải? Đạn cháy. Kill that zombie. Đi nè, đi nè, đi nè. Chờ đó coi. Bãi cái đạn cháy. Jockey. Ghê, ghê dư quá.
Hey. Look out! Reloading. No. Don't be playing on this board. Now this is a gun. Ta lấy súng hàng nặng không là lấy nè. I'm reloading. Pills here. Okay. Lấy luôn. Can I find me some real first aid? Đi, hình như qua bên đây nè, chứ không phải xuống đó đâu. À đúng rồi, qua đây. Reloading. Chest paddles here. Reloading. I need these. Hey. Đi đâu nữa? Reloading. Down here. Nhớ đi xuống đây nè. Into the jump. Reloading. And Buck said he takes me. Reloading. Hay nhá, hay nhá. Nó sẽ tải Miku luôn nè, nghe chưa? That's some bullshit. Đi, vô đây. Reloading. Thôi. Ok. Adrenaline shot here. Để mình nhớ có cái con gì trong đây nữa rồi đó. Guns here. Không phải. Tốn méo. Assault rifle. Nhà 16. This will take us under the river. Reloading. This is nasty shit. Reloading. Con này mày lấy đâu ra cái AK mày? Look out now. Reloading. Stay on the walkway. Reloading. Reloading. M21 không lấy đâu. Có một cái huy hiệu mới. Reloading. Đừng, sắp tới rồi. Ok. Kêu tao chi. Reloading. Reloading. Đi. I'm reloading. Cái gì? Ngon. Đi. Get the melee weapon. Đâu? Melee đâu? From one con man to another, $5 for this. I tip my hat to you, Rayford. Should we wait until they finish? Đi đi đi. Chờ con Miku nó sáng chân luôn rồi. Reloading. Hey. Come on now, let's just get through this shit. Hey Nick, splash fight? Don't shoot. Hey, over here! Yo? Let's reload.
Anybody want to lend me a hand here? I need to be picking on you. Y'all look like shit. Đi gió thì chứ. I know you want. You probably put this to better. Healing. Đây, đợi tao. That works. Lại nãy cầm cái shotgun là được rồi đó. Reloading. Hơn quá. Reload. Fire spit coming. Let's just get this over with. Incoming. Get that zombie. Hey. Miếng kia đâu rồi? I'm a reload. Reloading. Kia đúng không? Reload. Molotov. Grabbing a pipe bomb. Okay, thank you. Pipe bomb out. Oh, đi. Don't stop in the sewer. Hey, watch out. No. Ah, come on! Go. Back in the water. Oh. Move to counter. Reloading! Go. Không bị đông lắm nè. Reloading! Coi chừng nhau bay. Đấy. Đừng có bắn tao. Bản rồi chưa thấy gì đâu. Rồi, cái gì chưa thấy rồi đó. Reloading. Đồng thế. Another ladder. Phát đạn rồi. Sounds like a hunter. Mẹ. Lee. Make sure you use this now. I'll hold on to these pills. Lên, hey. Smoker. Hey, kill him. Safe room. Okay. I'm starting to like you guys. Wow. Còn cái dòng sao hình như mình nhớ đâu là phải làm gì đó. Đi refill mấy cái nói chung là đi lượm mấy cái thùng xăng về làm đầy cho cái máy gì á để mở cái cầu. Còn bị cụ bắn gì thế? Mấy trong đây thì nó mấy con boss mà đi theo mình á. Mấy con này nè. Bắn hơi bị kinh. I hope the girl is still waiting for us. Oh no, she ain't going nowhere. That ain't like her. Alice, she shot. Oh. Katana kìa. Yeah, it was like the other first second. Better. The other four seconds thôi, was cầm great. Súng này đi. Coi ska đẹp chưa nè. Yeah. Đúng đẹp phải. Đi.
Ui, mà nó katana vàng quá. Đây, có ba em nhỏ đứng đây đây. Ui giời. Ui, con kia đẹp hết. You made it. Now you just need to fill the generator and we can raise the bridge. We can help cover you from up here. Con này trong bao nhiêu Thanks for the help. And when the bridge is down, con này con nào mình không biết mình thấy đẹp mình mod vô luôn. I don't think that would work. Hell, we can even leave Alice behind to make room for y'all. Hey, what? Thôi đi. Thanks. Sounds good, but I think we're gonna stay on our own. All right. Understood. Y'all keep safe now. Alice, keep your mind on the cans, not the girl. Con này thế bưng luôn. Thằng nào mod đẹp chứ không? Đi. Mình lấy cái mấy cái thằng khăn gì mình làm cho nó kia đó. Nhanh thôi. Để mình vô mình chạy không à. I got it. Reloading. Nice shot, Francis. Got it. Come on. Fill in the generator. Coming. Heads up. You ask yourself. Who's the real moron, huh? Khu vực này hết rồi. Còn trên đây, lên trên đây. Bùm mờ này. Hey, take this. I got it. Quý vị ghê thế. Bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nice shot. Chưa lấy bên này. I'm reloading. Hey, I'm reloading. Cặp anh nè. Gì ghê vậy ba? Con cái con cơ bắp thôi. Got it. Đi 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 đi, lên lên lên, nhìn ghê quá. Ê bắt hồn. Ê ê gì á? Reloading. Đâu ra? Reloading. Got it. Ê, 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 đâu rồi? Reloading. Reload. Got it. I got it. Why doesn't anything have enough gas in it? Okay. Ai kia nè. Ôi trời đẹp thế. Lên đây, lên đây. Lấy mấy cái thùng gần gần nè. Reloading. Reload. Got it. Get it up. Okay, fighting him. I got it. AK bắn khó quá. Got it. Almost out of here. We still need five more. Reloading. Nó nập đạn cũng đẹp. Thầy. Vào đây, vào đây. Hết hồn. Ủa? Hết hồn gần rồi à? We got a hunter. Smoker. Charger. Ủa? 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 Thấy chứ? Đó. Bố mày mù luôn, bố mày bị chặt gì luôn. Anh nhìn thấy mấy kia luôn rồi. Reloading. Don't make me get ugly. Reloading. Hey. Got it. I'm a reload. Nhanh lên, nhanh lên. Nip có vẻ hơi dài đó.
Chạy vô. Another one in. Hold me. Don't stop now. Shoot it. Charger. I know you shot him. Yeah. Reloading. Look out! Reloading. Reloading. Good shooting. Move. Hey, I'm reloading. I got it. Em nói chi? Biết rồi. We got a smoker. Got it. Dành ăn của tao. Reloading. Ammo here. Pouring it in. Just three more. Grabbing a Molotov. Throwing Molotov. Y'all know you shot me, right? Yeah. Incoming! Damn it! Covered in goo! I'ma reload. I got it. Trời ơi, đi xa đâu thế, cover đó nè. Anh nó đi về 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 về. Hey, nice shot, Francis. Lewis in the house. Yeah. Why doesn't anything have enough gas in it? Just two more. Hey, thú. God damn it, it's getting good. Reloading. Thùng nào gần ta? À đây, hai cái thùng đây. Reloading. Thôi. I got hit by burning goose shit. Sweet shot. Got it. Nhỏ nào đang thiếu máu nè. Con này đúng không? Healing. Don't waste this by getting pounced on or something. Ok rồi đó. Reloading. Yeah. Yeah. Biết mày đâu. Ê, tao né rồi mà. Reloading. Hết hồn. Reloading. Ủa? I got it. Đi 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 đi, nhanh lên. You can have this. Sắp xong rồi nè. Ammo here. I'm filling the generator. One more can to go. Hết thúng tài. Trời ơi, đáng né rồi. Reloading. I'm gonna heal. Reloading. Đây vậy. Đi, một thùng nữa. Reloading. Reload. Okay, come on. Nhanh 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 đi nè. Thôi. Chờ còn đợt zombie nữa hả? Reloading. Look out! Lewis, you sure you don't want to come with us? We can leave Ellis behind. Got it. Nice shot. Okay. Pouring it in. Stop. Wow, that was good. Get out of here. Got it.
nó tầm hai đứa. Reloading. Hai con kia cô vừa đến. Đi. I'm driving. Thanks you three. Không. Xong rồi đó. Đi vòng hơi lâu tí. The Passing. Ok, thì clip trải nghiệm game của mình tới đây thôi nha. Vài bữa nữa nếu như mình có thời gian rảnh thì mình sẽ trải nghiệm thêm cái mấy cái bên đây. Đi camping với tụi nó luôn online. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.